Chào các bạn, Porsche là một trong những thương hiệu xe mà mình rất yêu thích. Hôm nay mình xin chi tiết cho các bạn biết cái bảng điều khiển và cái giao diện người sử dụng của một chiếc Porsche cơ bản là nó như thế nào. Về cơ bản nhất thì chúng ta vẫn có cái vô lăng nằm ở chính giữa. Khác với những cái dòng xe khác mà mình biết thì cái Porsche các bạn khởi động xe là bằng cái cần khởi động nằm bên đây. Các bạn cũng đạp thắng và vặn đó. Tức là cái này nó cố định nằm sẵn trên xe, các bạn đạp thắng và vặn nó thôi. Ví dụ như mình tắt máy xe đây. Máy xe đã tắt. Và mình muốn khởi động xe thì mình phải đạp thắng và khởi động. Ok. Như vậy là mình đã khởi động xe rồi. Cái bên nó có điều chỉnh đèn, các bạn chọn đèn ô tô, chỉ bật đèn dummy hoặc là tắt đèn hoặc là bật đèn số 1. Đây. Chỉnh đèn. Ở trên cần lái có các cái nút bình thường, bên tay trái là nghe cuộc gọi, hủy cuộc gọi. Và cái mình thích cái trên cái Porsche là cái mấy cái nút này là núm vặn chứ không phải là nút nhấn. Ví dụ như đây đi. Mình vặn đó thì để chuyển qua những cái chế độ khác nhau trên xe. Chứ không phải là nút nhấn, thì cái cảm giác của nó cá nhân mình thấy thì mình thấy thích hơn là nhấn nút nhấn. Đây là áp suất lốp, các lốp nè, lực kéo của các bánh xe, rồi thông tin của xe, ví dụ như là nước mát như thế nào, áp lực dầu, áp lực nhớt. Và ở bên cái nút này đồng thời cũng có thể nhấn vào được. Như mình nhấn vào như đây, nhấn vào thì mình sẽ chọn được những cái thông tin khác nhau. Cơ bản là vậy. Ở trên cần lái chúng ta có cái cần lái manual nằm hai bên. Thì khi các bạn chọn chế độ manual, ví dụ đây, chọn đây và mình gạt về qua manual, thì các bạn có thể tăng số và giảm số. Đây, tăng số và giảm số để theo chế độ thể thao manual bằng cái cần, bằng cần lấy này. Còn không thì các bạn chỉ việc gạt qua và đi direct drive để lái tự động thôi. Bên phần cần số chúng ta có những cái cơ bản như là điều chỉnh máy lạnh của ghế người lái, điều chỉnh máy lạnh của ghế người ngồi kế bên người lái, những cái thông số khác như là bật sưởi nè, bật đèn ưu tiên, chế chức năng dừng xe giữa dốc, rồi AC Max nè, sync, những cái thông tin khác như là điều chỉnh nhớ vị trí ghế, off road on road, đây là nút bật hoặc tắt chức năng tự động tắt máy khi dừng đèn đỏ. Và đây là nút thắng, ví dụ các bạn giờ dừng xe và muốn thắng thì kích hoạt nó, kích hoạt nút thắng và bỏ thắng đi. Là các bạn thắng bằng cái nút nhấn chứ không phải là thắng bằng tay hoặc bằng chân. Và những cái chế độ lái khác như là sport hay là cái gì đó. Bên tay trái của ghế lái thì chúng ta có cái cần điều chỉnh, các bạn có thể điều chỉnh được kính cũng như tất cả những xe khác thôi, không có gì lạ cả. Và nếu như cái ghế xe của các bạn ngồi không phải là chỉnh điện thì các bạn cũng lưu ý là cái cần chỉnh điện nằm ở đây. Chúng ta có vị trí ghế lên xuống, tới lui, hạ thấp, lên cao. Và này là ngã ghế trước tới sau. Thì nếu như các bạn chưa có ghế lái chỉnh điện thì cũng lưu ý để biết chỉnh điện ghế của mình như thế nào. Thì cơ bản là vậy, giao diện cơ bản của một chiếc Porsche là như vậy, cũng giống như những chiếc xe khác thôi chứ không có gì khác hơn cả. Cái mà một số người vừa bước lên xe có thể thấy bỡ ngỡ chính là cái cần khởi động nằm bên tay trái, chứ không phải là nút khởi động nằm bên tay phải như một số dòng xe khác. Đó là cái các bạn lưu ý thôi, chứ cũng không có gì lạ. Cảm ơn các bạn. Mình là Nam E. Và đây là cái Porsche Macan.